chào các bạn. Các bạn xem tôi kiểm tra một đàn ông. Anh di chuyển ở đâu vào đấy? Cái đàn này là đẹp đấy nhỉ. Cầu này vẫn còn còn mặt bít nắp. Bây giờ hoa bạch đàn đã bắt đầu lở rồi. Nhưng cái mặt này là mặt cũ. Mặt này vẫn còn ít mặt vải nhỉ. Nhãn lại xấu, keo đủ các loại rồi. Bây giờ bạch đàn mới đang có. Cái bạch đàn nó ở dưới rễ mương nên nó mới nở, chứ trên đồi nào nó vẫn chưa nở, nó sẽ là chậm hơn. Đàn này để như thế đi làm ít hơn nhưng mà rễ vẫn rất đẹp, đông quần. Lúc nãy không biết là có phải con chúa nhưng mà bây giờ vẫn không thấy chúa đâu. Nhưng mà vẫn có trứng, có xe, em nhìn có xe, hết xe. Mấy hôm lắng vừa rồi chắc nó không để thằng nào. Ông với chuyển đến, mới chuyển đến địa điểm mới này, nó ông nó vẫn nhát, xem nó vẫn chạy. Bây giờ tôi không cho không để thức ăn nữa. Hôm nay gió mát nhỉ, hôm qua nó không hạt gió nào. Đi chuyển ong qua quá nóng. Qua nó vào nhiệt độ 40 độ C. Hôm
nay gió mát. Đấy, để cầu khoảng cách cầu nó độ hơn 1 phân thế này. Để cái thứ nhất là mùa hè này nó mát, và hai nữa là để lấy mật. Để lấy mật thì cái bầu mật nó mới được to. Lúc nãy tôi có cảm giác cái con chúa ở đây, nhưng mà xem lại xem cũng không thấy. Hay bây giờ đi kiểm tra lại một lần nữa xem chúa nhé. Thì nhìn theo có chúa không chú? Để cho các bạn xem chúa. Đàn này rất là đông quân. Tại vì vừa chuyển về, thì có vừa khi khả năng ong nó nhát, nó vẫn cứ ra thành thùng ấy. Nó ra thành thùng nhiều, sợ chúa lại ra thành thùng ấy. Sao em nhìn thấy có chúa không? vẫn chưa thấy đâu. Ra thành thùng, tại vì cầu nó còn có ít quân. Quân nó chạy hết ra ngoài này mà. Vừa đi. Kia chúa đây, Được. đây khả năng phải không chúa ông được, không được. Không được. Thế thì không thấy chuối rồi. Chú Mai phải kiểm tra lại. Khả năng là Muốn kiểm tra để cho mọi người xem con chúa thì, chứ còn cái đạt này là có chúa, vẫn có nhộng như này là có chúa, không thể nào gọi là không có chúa được. Nhưng mà muốn để cho mọi người xem con chúa rồi. thôi, lại mai kiểm tra lại. Mình mới chuyển về này nó động. Tiếp cầu này, quân nó bám ra ngoài vắn ngăn nhiều này thì làm sao mà thấy chúa ở trong cầu được. Rồi, thủ thành tùng cũng bám nhiều thành tùng này. Cần thức ăn nhé. Không cần thức ăn nữa gì. Không. Không cần thức ăn nữa. Thế như vậy là tôi đã kiểm tra xong, bỏ này rim ra và bỏ thức ăn ra, không sử dụng thức ăn nữa. Kiểm tra mà đàn nữa không sao. Đây, sang đây kiểm tra. Tiếp theo luôn chân nó tiếp theo đây nha. Đây là này đông cũng thế, đông lắm. Cái nhìn tìm chúa nó hơi khó ấy. Đấy, tháo cái ghim này ra. Đây là cái gông, tôi gọi là cái gông hay gọi là cái ghim, ghim ong, gông cầu lại cho nó chắc. Cũng bị sập không? Không, tưởng cái này cầu này ong nó bám ong đây rồi kìa. Đây bắt đầu là con một vẽ mẹ này, là con của vẽ đấy là này.
Đi ông Lực xây ông Lực ở đấy nhỉ? Ừ. Bắt đầu xây ông Lực là phải dọn tổ ở đấy. Phải dọn. Cầu này là mới xây. Tối anh nhìn được Chúa không? Không, sẽ đổi cái cầu này vào bên trong. Ừ. Cầu này mới xây để cho trong để cho nó nhả mật được nhiều. Để cho nó xây phần mật lên. Tại vì mới xây là vì nó không chưa có mật nên nó chưa xây phần mật, chưa cơi phần mật. Ong chuyển về nơi có nguồn này mà nó mát này nên là mấy hôm nữa này là rất là khỏe.